Ngày 26 tháng 1, Công an phường Châu Phú B tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác công an năm 2024. Năm 2023, Công an phường Châu Phú B đã đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường. Trong năm, lực lượng công an phường đã làm tốt công tác tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm, làm tốt công tác nắm tình hình, đi sâu đi sát cơ sở quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Trong năm, Công an phường tiếp nhận 25 tin báo tố giác về tội phạm, trong đó đã khởi tố 42 vụ. Ngoài ra, Công an phường lập hồ sơ và bắt quả tang 6 vụ tàn trữ chất ma túy. Thường xuyên rà soát thông tin công dân, làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư luôn được chú trọng, đảm bảo thực hiện nghiêm theo quy định, đảm bảo dữ liệu luôn đủ sạch sống, tuyên truyền vận động các hộ dân trang bị bình chữa cháy đạt 100%. Xây dựng thành lập 21 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 12 điểm chữa cháy công cộng. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đổi mới cả về nội dung và biện pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn xã hội tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.